đẹp mượt, đầu nó bị bông. Nói chung là chị hôm nay là định nhuộm đúng không? Vâng, thì em đang thấy cái tóc của mình ấy, là nó chất tóc của mình là nó đang bị bông. Thế nên là khi mà mình tóc của mình đang đen như này, mình nhuộm một cái màu nó sáng hơn, mà lại cộng với cái tóc của mình đang bị bông, thì nó sẽ làm cho cái tóc mình không được mượt, mà nó sẽ cái cảm quan của mình ấy, nó sẽ khô hơn. Nên là em nếu mà để cái tóc này nó đẹp hoàn hảo ấy, thì em sẽ duỗi cho chị cái tóc này, nó sẽ là ôm tự nhiên, làm sao mà để cái tóc của mình nó mượt và bóng nhất có thể. Thì khi mà mình nhuộm cái màu bất cứ một cái màu gì tối hay sáng lên ấy, thì cái tóc của mình rất là bóng và nó sẽ đáp ứng được cái mong muốn là mượt và nó mềm tóc cho mình nhé. Vậy hôm nay em sẽ quyết định là sẽ duỗi này và nhuộm một cái màu, chị thích màu trầm trầm thôi đúng không? Trầm ấm để làm sao mà cái chân nó ra nó không lộ đúng không? Okay. Khi mà mình làm được cái tóc của mình nó mượt ra rồi ấy, thì mình nhuộm một cái màu và nó sẽ có cái độ mướt hơn. Và nếu mà như ban đầu mình chỉ nhuộm thôi ấy, thì cái tóc của mình nó bông như nào nó vẫn bông như vậy, mà cái màu của mình nó sáng hơn một chút thì nó lại càng bông hơn. Nhà quan trọng nhất là cái tóc của mình nó phải được mướt trước khi mình nhuộm. Cảm ơn chị.